Hello tất cả đám nha và chào Monroe quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây và chào Monroe quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi Liên Minh Thần anh em ơi. Thì chào hôm nay nha, mình xin được phép làm một con Kai'Sa này tại chế độ xếp với tối thượng nha anh em ơi, cộng với mục tiêu là của con Evelyn. Mình muốn cho anh em xem phải gọi là cực kỳ ảo ma luôn á. Thật sự là con AD Kai'Sa này là một con tướng mà hit and run phải gọi là ảo ma rồi nha, cộng với mục tiêu của Evelyn nữa rồi thôi chứ. Nó vừa biến ảo nó vừa hit and run thì ai mà rượt được ta. Ôi trời, support mình đâu rồi? Ủa mà phai à? Nhìn hơi khoai nhờ đấy mà. Pha nhìn cái hơi khoai. Đánh luôn hả? Chiến vậy. Hay quá các bạn ơi. Rồi mình như thế nào? Ủa cái gì vậy? What the fuck? À đúng rồi, nó anti của Akali đây mà. Giờ mới nhận ra. Lại đây. Ui này mơ hơi cồng cờ một tí. Mình tưởng Wii là tới rồi mà ai ngờ Wii nó chưa tới, nó dính quái. Cái đậu xanh đó, bắn thường nó không đủ đam luôn. Xém thứ nữa là chết hai mạng rồi đó. Ngon rồi, 2-0. Ok, thì nếu như mà anh em muốn làm gì á thì cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình đọc hết tất cả bình luận của đây và làm từng cái một ha. Thì chờ hôm nay mình test thử con Kai'Sa này lên full đam, lên tốc đắng á, lên tốc bắn á nha em ơi, cộng với là chí mạng các kiểu á, cộng với tiêu của con Evelyn này thì mình sẽ hit and run phải gọi là biến ảo nhất cho anh em xem. Không biết là chọn này có bất tử được hay không thôi, tại vì team bạn nhìn cũng hơi ghê. Tên bạn là có Akali nha, xong rồi thêm cái thằng Nautilus là ân tiêu của Akali nữa, là tên bạn có tận là hai cái ân tiêu của Akali đó. May mà tên mình là chưa biết Akali nha em ơi, tại nếu mà tên mình biết Akali á là tên bạn có Slash nó cướp ân tiêu của Akali nữa, là ba cái ân tiêu của Akali đó. Nhưng mà hơn đó, tên mình không có Akali thôi, là tí nữa tụi nó là lướt hồi lọ con mắt luôn á. Tính ra là tên bạn đang có tận là hai ân tiêu của Akali nữa nha. Tí nữa mình phải né như thế nào nè. Một thêm cái slash này nữa chứ, Modern Kaiser nữa chứ anh em ơi. Tí nữa mình nó muốn bắt mình nó cũng hơi khoai đó. Đây. Nửa kìa. Đừng có bắt mình các bạn. Các bạn ơi. Ui, không chết kìa. Ui, rồi xong rồi đó. Cái gì đây? Đừng anh ơi. Đừng. Né. Ui. Cái đầu xanh nó không đỡ được luôn á. Quân tử trả thù là 10 năm chưa muộn ở đây mà. Hay. Tôi xuống nè. Câu giờ hay quá. Tôi lo được. Chạy đi bạn. Nice. Rồi một đống quái luôn. Quái này là bù lại những gì đã mất hồi nãy luôn á anh em mà. Tại vì hồi nãy quái của mình nó chưa cũng chưa có đẩy vô nên cũng không thọt cho lắm. Hồi nãy chết về nhà mua đồ cũng được. Mà tên bạn chơi lầy quá, cái chủ của mình mà nó chủ của nó giờ nó vô nó băng chủ như thật hai thằng. Ây da, phèm hụt quá trời vậy. Ây da. Lâu rồi chưa chơi kiểu như là ADC hit and run mà, toàn chơi mấy con mà one shot với lại là AB không à. Hơi bị quen cái tay. Mình sẽ đăng xen kẽ với cái việc mà đăng sắp xếp tối thượng với lại là UREP. Tại vì nếu mà đăng nhiều quá thì nên mình xem chán một cái á, mình sẽ đăng xen kẽ nhau để giúp cho anh em có lựa chọn để xem nha. Từ mình sắp level 6 rồi đây mà, chắc chắn là mình sẽ lên level 6 trước mang đầu bò này nè. Mình ăn ba mạng. Ui, né ảo chua. Một cái thằng thì Nautilus, một cái thằng thì Silas cầm ulti của Yavan. Mình sợ tí nữa nó bắt mình đó, là mình không có đường nào để mà mình chạy luôn á đây mà, nhìn nó ghê quá. Úi dồi, thấy không. Đây, tụi mày đánh tao. Cái con lợn này. Ủa, đồng thế này có bắt LCK à? Ok. Ui. Ở đâu lò ra 4 thằng 5 thằng luôn vậy? Chạy đi bạn. Ăn được. À, giờ hết mana rồi. Ui, đau nữa gì. Ui, hên nha. Mình chỉ cần giết nó chậm 1 giây thôi nên mà là nó sẽ hồi lại tiêu thứ hai á. Nó lướt là chết mình chắc luôn. Tên bạn mình nhìn lại mới thấy là tên bạn toàn cũng như là đấu sĩ không à. Châu vái cái đái luôn. Chó gát, Silas, Nautilus, Murder Kaiser. Mấy nó tí nữa bắn là cũng hơi mệt mỏi đó. Bắn là cũng hơi mệt mỏi đấy nha. Không biết bắn chừng nào mới chết đây. Về nhà mua đồ lớn cái đã. Đấy, con này hit and run thôi chứ phải gọi là bậc nhất rồi, cộng thêm cái quả tiêu của
Evelyn biến ảo rồi nữa. Né skill nè, tiếp cận nè, hay là gây sát thương đều là ổn áp hết. Anh em nào xem tới hay hãy đừng quên để lại một like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang chơi kênh hàng ngày nha anh em ơi. Động lực cực kỳ lớn luôn á. Xe ăn đi bạn ơi. Ở chơi luôn không? Chơi luôn không? Tôi có tiêu nè. Mình đợi mang pha lên level 6 đây. Ờ, lên được rồi, lên được rồi. Vừa mới lên luôn. Đánh luôn. Phút đẹp. Trời ơi. Thấy mình né anh tiêu ảo chưa? Trời ơi. Này nữa. Tôi lo được ba mạng luôn, ăn con rồng luôn, quất con rồng. Ê, nào ở trên kìa. Mình nghĩ là chỉ có thằng chơi gát thôi này mà. Chỉ có thằng chơi gát thôi. Mình nghĩ là nó tốc biến xuống nó cướp con rồng này nhìn hài lắm nè. Canh nó nha. Ok, nó bỏ rồi. Nhiều khi mấy ông chơi nu hay là chơi gát gì á, ổng có hay cái chiêu mà đánh hệ thống nổ xuống á này mà, xong rồi nó cướp rồng, mà tóc biến nó chạy. Mình bị rất là nhiều lần rồi nha, mãi cay lắm, tại vì nu với lại là thằng chơi gát á là nó kẹp sát thương nó còn hơn cái trừng phạt nữa, nên khá là khó để mà giành với nó luôn. Mình hiện tại đang là hơn đồ nha anh em, nên cứ đánh thoải mái thôi. Ủa chết mẹ rồi, ngáo rồi. Ngáo rồi mọi người ạ. Cứu tôi cái. Hi Fi. Tóc biến nó chơi tôi kìa. Ây da. Bắn muốn gãy tay luôn á thiệt. Rồi, hiện tại là mình đang có 3 món đồ lớn nha, nếu mà tính cả cái giày luôn anh em ơi. Single blue, ok. Đi lạc kìa, bò lạc, bắt liền, bắt về nướng liền. Mình cho gấp mày chạy nha. Hoặc là giết đứa hai đứa luôn á. Này thì lướt với chúng tôi nè, lướt nè. Nautilus thì lấy anh tiêu nào cho nó đúng một tí đi, Nautilus lấy anh tiêu của Akali đây mà. Mày chiến thiệt chứ, không có tin được luôn á. Chơi luôn. Còn vào tôi cái hay quá gì mày vậy ha ôi, tuyệt vời quá gì mày vậy ha ôi, hợp lý quá gì luôn á. Thôi tiếp tục về nhà mua đồ thôi anh em ơi. Anh em có đánh không? Anh em đánh nữa thì mình đánh thôi, tại vì mình đang còn khá là nhiều máu mà. Hút máu một tí nó cũng lên đầy cây. Ê, băng chủ giết đường này nè anh em. Rồi ai chết mẹ mày nói. Né nè. Rồi xong. Nãy không về lại sai lầm rồi. Rồi sao mày sao? Cảm ơn nha Ugot. Một like tin nó ra vinh danh liền. Nãy giờ bạn Ugot anh tiêu mình hai lần là cứu mình hai lần luôn rồi. Quá đã. Đang ra nè. Come in. Sao giết thằng Slash được có 90 đồng vậy trời? Vãi trưởng à, giết Slash được 90 đồng anh em à. Nó không bằng một con xe nữa mà. Con xe giờ giết đường trăm mấy đồng luôn á. Giết Slash được 90 đồng. Này nó fit quá. Ôi anh ơi. Rồi xong. Ở đâu ra anti của Mayzeha vậy? Mày như thế nào? Mấy con lợn này cứ canh mày nó bắt mình thôi. Cây tọc ấy. Mò được cái sò lấy tiêu của mày về hè anh em à. Sao nó toàn trùng anh tiêu của ta. Tem mình là cũng có mày về hè nè, mà tem bạn cũng có anh tiêu của mày về hè. Là tem bạn tính ra có hai anh tiêu của mày về hè luôn á anh em à. Tại vì có Slash nữa. Muốn bắt mình chắc mình chết. Ui ôi em xin lỗi mấy anh. Hút đẹp. Tôi bắn được. Ui em ơi, W trúng Akali luôn. Ảo ma Canada chưa. Mình tính bắn chơi thôi. Mẹ ngờ trúng thiệt. Lãng tử luôn. Ở chân này luôn. Hết tiêu rồi. Hết hai cái tiêu luôn rồi. Ê, run nhầm. Ok, tính ra là Water Kill luôn rồi đó. Mình nhà mua đồ cái được không? Đừng có bê trụ được không?
Hồi nãy đi ngựa em mà bị bắt lẻ chết bà nó luôn rồi. Cấu thật ấy. Thằng này. Ui hai thằng luôn nè. Chính là thằng này em mà cái thằng Mordekaiser này nó đốp bắt nó giết mình nè. Nó bắt nó giết mình nè, giờ giết lại luôn. Lợn này. Hiện tại là mình cũng gần full đồ rồi nha. Chỉ còn tầm 1000 tiền thôi là mình về nhà mình mua là full đồ luôn rồi đó. Đồ này mình lên đó để khắc chế mang đạo bùi Silas, Nautilus, Akali, Mordekaiser với lại là cho gáp luôn đó. Để mà quá nhiều khống chế nên mình phải lên khăn. Và thứ hai là mình lên cái đao tím này nè, để có một chút kháng phép á, chứ quá nhiều đam với lại là kháng sức mạnh phép thuật rồi khống chế luôn á. Anh em cover mình cái. Ê sau nè. Nó tên bạn tồn quái vật không mà nhìn thằng nào cũng cháu. Rành muốn nản luôn mà. Thì cái chứ. Trời hồ hồ mình xanh lắm luôn rồi đó nha. Mà hình run ý. Ui. Ảo vậy. Ui. Cái sao cái e ảo quá vậy anh em. Ghê quá. Ok full đồ rồi nha. Thuốc lắc thuốc lũng các kiểu là đầy đủ con đầy đủ luôn rồi nè. Hiện tại là mình đang 22 xác ở phút thứ 19. Cũng tạm được thôi. Tại mình đang binh gọi là ăn Baron. Thôi mà. Thay cho mình đi. Mình là còn phải có người cover tận răng mới bắn được. Cho tên bạn là bắt mình không á. Đấy là con chấm cho mình bắn liền. Được bắn là bắn hết. Cái đậu xanh đó. Ôi trời. Trời. Khăn giải thuật đó nha anh em. Ui Water kill nè. Hay quá. Water kill. Mày ngứa tay đúng không u gót. Trời ơi. Ăn được quả đó Water kill là mình bay vào tên bạn là quốc bên ta luôn rồi đó. Còn một thằng ở đâu rồi? Thằng Chagat. Đâu rồi? Bỏ xứ đi bụi luôn hả? Không ra đếp nhà luôn hả? Trời nó. Anh em đi về không? Đi về đi cổng này về nè. À nó chơi kìa. Một thằng bị bắt rồi. Ê nó nè. Ok. Tôi xử được. Ok. Nó lướt lại nó chơi mình kìa. Thằng này chiến. Ê trời ơi Ugot ơi, cái bên tay của tôi lại nữa rồi đây mà. Nhưng mà thôi thằng này cũng khó giết quá, chắc là không được đâu. Đừng có bê chủ các bạn, đỡ ra chơi đánh tiếp nữa đi. Bắn màn này nó mới sướng rồi đây mà, tại vì tên bạn trâu á. Nên mình hit and run rất là gọi là vờ lờ luôn á. Hit and run muốn nản luôn á anh em. Gãy tay thì cái chứ. Bắn mấy thằng này hết đạn. Bắn mấy thằng này đúng kiểu hết đạn thiệt luôn á. Đúng trâu. Thôi về nhà đợi team mình ra đi chung cover mình mới bắn được. Chứ thôi là mình đi lẻ là chết ngay như hồi nãy á. Chỉ cần team bạn là ra hai cái tiêu may ha, nó bắt nó nhốt mình xong rồi tôi có Mordor cây sò nữa thì chắc chắn là đi bụi luôn rồi. Hồi đầu hàng luôn rồi. Ok và GG tất cả đi nha. Tạm biệt em. Hẹn lần sau hãy chắc là nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.